Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Viện Kế chỉ Hải Thượng Đàn Ông thực hiện ca kế chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nga đến từ Hà Nội. Cô bị viêm thoái hóa khớp gối hai bên, đau vai, tay phải. Cô đã dùng nhiều thuốc Tây y và Đông y, đi châm cứu nhiều nhưng bệnh không khỏi. Sau khi được một người quen ở phía Nam giới thiệu là đã kế chỉ tại Viện Kế chỉ Hải Thượng Đàn Ông chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã khỏi bệnh, cô đã tin tưởng phương pháp chữa bệnh xương khớp không dùng thuốc, đó là phương pháp kế chỉ. Viện Kế chỉ Hải Thượng Đàn Ông xin đưa ra chế độ dinh dưỡng đối với người bị viêm khớp gối. Chế độ dinh dưỡng góp phần quan trọng đối với việc chữa bệnh. Nếu như kết hợp một chế độ dinh dưỡng cộng với luyện tập thể dục thể thao và áp dụng các phương pháp điều trị phù hợp thì hiệu quả chữa bệnh viêm khớp gối sẽ cao hơn. Người bệnh nên có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, hạn chế tối đa chất đạm để làm giảm axit uric trong máu. Không ăn các loại thực phẩm như chuối tiêu, các loại cà, cà ghém, cà pháo, cà chua, thịt chó và canh cua. Người bị viêm khớp gối nên có chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi để cung cấp đủ lượng vitamin cần thiết, nên chia thành nhiều bữa nhỏ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn. Ăn các loại thịt heo, thịt gia cầm, cá, tôm, hàu để cung cấp đủ canxi giúp cho xương chắc khỏe. Người bị viêm khớp gối cũng nên dùng các thực phẩm như đậu lành, dầu hạnh nhân, bổ sung vào mỗi bữa ăn một ít để có hiệu quả tốt nhất. Sau đây, Viện Kế chỉ Hải Thượng Đàn Ông xin giải thích về phương pháp kế chỉ và những điều cần lưu ý khi đi kế chỉ. Kế chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt bằng cách đưa chỉ cắt hút tự tiêu và nhờ tác động của sợi chỉ cắt hút ở trong huyệt, đó là tác nhân vật lý kích thích tạo thành xung điện, và từ xung điện này nó trở về tủy sống và dây thần kinh cao cấp tạo thành đáp ứng có tác dụng chữa bệnh. Trong vòng 15 đến 20 ngày, chỉ này sẽ tự tiêu hết. Vì vậy, kế chỉ có tác dụng chữa bệnh cũng như châm cứu, nhưng hiệu quả đạt được vượt trội hơn châm cứu rất nhiều. Trong nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về thần kinh, cơ, xương, khớp, hô hấp. Phương pháp kế chỉ hiệu quả điều trị bệnh nhanh và cao hơn so với phương pháp châm cứu. Nhiều bệnh châm cứu không khỏi, nhưng khi kế chỉ một thời gian ngắn khỏi bệnh, bởi kế chỉ cùng một lúc có thể tác động vào nhiều huyệt ở nhiều vị trí khác nhau, chữa được nhiều bệnh cùng một lúc. Khi điều trị bằng phương pháp kế chỉ, người bệnh không cần phải lo lắng đến tác dụng phụ như điều trị bằng thuốc. Chỉ cắt gút dùng để cấy là một loại protein tự tiêu, được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật và rất an toàn. Với phương pháp kế chỉ, người bệnh có thể tiết kiệm được thời gian chữa bệnh, không phải đi lại nhiều cũng như tiết kiệm được chi phí. Những bệnh như thoái hóa cột sống, vôi hóa cột sống, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, nhức nửa đầu, đau xương khớp do phong thấp, liệt dây thần kinh số 7, liệt lửa người, hen phế quản đều là những bệnh có thể điều trị bằng phương pháp kế chỉ. Để đạt được hiệu quả cao khi điều trị bằng phương pháp kế chỉ, người bệnh cần lưu ý đến những vấn đề sau. Không ăn quá no, uống rượu, bia, nước ngọt, cà phê. Không để cơ thể quá đói, cơ thể mệt mỏi, nghĩ ngợi trước khi điều trị. Khi đi kế chỉ, các bạn cần tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo rộng, thoải mái. Sau khi kế chỉ, người bệnh cần nghỉ ngơi tại phòng khám 15 đến 20 phút và không được làm việc quá sức sau đó. Viện Hải Thượng Đàn Ông kính chúc bệnh nhân mau khỏi bệnh. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp kế chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 098 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470, website kế chỉ.vn.